Cẩn thận coi rác của thằng Ulti Arena. Gần đây mình thấy trên Facebook á, cái thằng Ulti Arena này chạy quảng cáo rất là rầm rộ, đốt tiền rất là kinh để mà bán cái đồng BOV của nó. Và sau khi mình kiểm tra thì mình thấy cái thằng này 99% là dự án scam nha các bạn. Cho nên sẽ là rất nguy hiểm cho những anh em nào mà thấy được quảng cáo của nó và sau đó quyết định xuống tiền đầu tư. Trên bài ad của nó thì mình thấy nó để 3 ngày bán resale là ngày 15, 19 và 12 tây tháng 2. Nhưng khi mà bấm vào Ladybay của nó thì ba cái ngày bán resale lại là ba ngày khác. Và trong whitelist của nó, tổng lượng token là 1.3 tỷ mà nó đem ra nó bán resale hết 800 triệu rồi. Có nghĩa là hơn tới 60% lượng token, quá vớ vẩn. Trong khi mục đích nó tạo ra cái đồng token này là để phát triển cho game mà nó bán ra hết hơn 60% lượng token rồi thì còn phát triển cái gì nữa. Với cách bán token này không phải là một hình thức kêu gọi vốn đầu tư mà chính là gọi vốn xong cam xả. Và nhìn lại những dự án trust, những dự án mà phát triển nghiêm túc thì người ta phải sao? Người ta lúc nào cũng phải trải qua những vòng như là seed sale, private sale và được kiểm duyệt nghiêm ngặt bởi các quỹ đầu tư rủi ro để họ tiến hành rót tiền. Và sau đó mới đến đợt mở bán IDO ra cộng đồng, nhưng luôn với một số lượng token rất là ít. Vì những nhà phát triển á, họ cũng biết là những nhà đầu tư nhỏ lẻ luôn có tâm lý ăn sỏi. Cho nên thường số lượng mà token á, mà cộng đồng có thể mua được nó chỉ khoảng đâu đó 50-100 đô một slot thôi. Nhiều khi nó còn ít hơn nữa. Chứ không ai mà chạy Facebook Ads để mà bán token tràn lan ra cộng đồng cả. Cho nên cái đồng BOV của thằng Ulti Arena này 99% là dự án scam nha các bạn. Hãy tỉnh táo để tránh bị mất tiền oan nhé.